Mì trứng muối. Đây là sự kết hợp giữa công ty Nissin là con hãng mì với cái hãng công ty này Irvin, hãng là chuyên về khoai tây trứng muối rồi da cá trứng muối nha. Hôm nay hai hãng này kết hợp cho ra một loại mì mới, đó là mì trứng muối. Nó có hai vị là vị cay với vị không cay. Nhưng mà mình thấy vị cay thì cũng không có cay lắm, ăn cũng bình thường rồi chứ không có cay. Ai mà đến Shin thì có thể mua thử cái này về ăn. Ở bên Shin là nổi tiếng về cái hãng này nè, khoai tây trứng muối với da cá trứng muối nè. Bây giờ là có mì trứng muối. Bên mì này là 113 gram. Đấy. Bên trong thì có ba gói nguyên liệu với một cái giắt mì. Giắt mì này thì đây, mình thấy giắt mì giống cái loại mà phở gà của Việt Nam vậy đó. Giắt mì này, cái cọng này nè, giắt mì dạng cọng phở đó. Đây. Còn bên trong thì có cái này là cái gói trứng muối nè, trứng muối với mấy cái nêm, một nêm trong một gói rất là lớn luôn, trứng muối. Còn gói này là gói trứng dụng để rắc rắc khi mà mình nấu xong rồi mà mình chuẩn bị ăn ấy, rồi rắc lên trên mặt. Còn đây là gói xốp đẹp. Dầu, gói dầu. Và bây giờ mình nấu mì mì này ăn nè. Thường nấu mì thì mình sẽ cho thêm một rau với xúc xích hoặc là thịt hoặc là tàu hũ kia. Này, giác này cũng lớn lắm, ăn một người là no luôn. Nước sôi để giờ mình bỏ vô cho. Hôm bữa mình mua một bịch mà hình như 5 gói mà lúc nó giảm giá 5 đô mấy hay 6 đô mấy gì, 5 gói mình không nhớ nữa. Tính ra cũng giá cũng rẻ. Mà cái loại mì này ăn cũng ngon lắm. Nước sôi. Cái mì này thì cũng mới có ở bên Sing, trước đây thì không có, gần đây thì có. Cái hương vị cũng lạ lắm, khác đó. Mì bên Việt Nam, bên ai mà có qua Sing chơi thì có thể vô siêu thị hay mấy cửa hàng tiện lợi á đều có bán. Sao giờ thì đến đây. Xúc xích nấm với tàu hũ kia. Mì này cũng nấu rất là mau chín giống ở bên Việt Nam vậy. Còn có nhiều loại mì mà của Hàn Quốc đó mọi người, Hàn Quốc, Nhật đó thì nấu hơi lâu. Còn dạng mì này thì nó cũng mau chín. Rồi mình cho hai gói này vô. Xốp trứng muối với mấy cái bột nêm đồ cùng cho một gói nha. Với ớt dầu chứ, tương ớt dầu. Giờ mình cho tương ớt vô nè. Xốp trứng trứng muối là một bịch nữa nè. Rồi mình nấu xong rồi nè, giờ trước khi ăn á mình cho cái gì, trứng dụng lên nè. Đây là trứng lòng đỏ, trứng dụng cho lên trước khi ăn nè. Xong rồi mọi người. Thơm phức. Một gói này tới 113 gram nữa, nên là nó hơi nhiều nha mọi người.
Nó nhiều hơn mấy cái gói mà 70-80 gram bên Việt Nam nữa. Nên ăn cái này thì ăn một gói hay ăn hai gói chắc ăn không hết thôi. Wow. Nhìn hấp dẫn không? Ồ. Cái dầu mà dầu ớt đó, làm cho cái màu mì nó đẹp hơn chứ nhìn nó cay nhưng mà thật sự là cũng không có cay lắm.